Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hiệu quả trồng cây ngọc môn của Hội Nông dân xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Thái Bình quan tâm đến việc phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp. Bắc Ninh tích cực xây dựng bệnh viện xanh sạch đẹp. Huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên chuẩn bị sân chơi ao bơi cho thanh thiếu nhi trong dịp hè. Nam Định chi 2% tổng chi cân đối ngân sách địa phương cho sự nghiệp môi trường. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2013 đến nay, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã mở rộng được thêm 50 ha trồng cây ăn quả, hiệu quả kinh tế thu nhập 150 đến 200 triệu một ha. Đến nay, tổng diện tích cây ăn quả của xã đạt 70 ha, tập trung ở thôn Đồng Mỹ và thôn Tổ Hỏa. Trong đó, nhiều hộ diện tích trên 1 ha như hộ anh Phạm Văn Cảnh, Phạm Văn Cao, Nguyễn Đình Khích. Các giống cây chủ lực gồm có nhãn Miền Thiết, nhãn Hưng Chi, nhãn chất lượng cao, chiếm hơn 60% diện tích, còn lại là bưởi diễn, bưởi da xanh, bưởi hoàng, chanh tứ quý. Các diện tích cây ăn quả lâu năm ở đây đều cho năng suất khá, trung bình gốc nhãn thu 1,5 tạ quả một vụ, bưởi các loại đạt từ 80 đến 120 quả một gốc một vụ. Để hỗ trợ các hộ dân phát triển trồng cây ăn quả và tiêu thụ sản phẩm, địa phương đã thành lập câu lạc bộ làm vườn. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ trồng cây ngọc môn, Hội Nông dân xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã tuyên truyền vận động hội viên mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng loại cây này, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Gia đình ông Bùi Công Tính ở thôn Hoành Bồ, xã Lê Hồng là hộ đầu tiên trồng thử nghiệm cây ngọc môn. Từ 4 xào ban đầu, đến nay ông Tính đã mở rộng diện tích lên hơn 2 hectare. Ông Tính cho biết, trồng cây ngọc môn chi phí đầu tư mỗi sào chỉ khoảng 2 triệu đồng từ mua giống, làm đất và phân bón. Sau khi trồng được khoảng 2 tháng, cây bắt đầu cho thu hoạch bồng để bán và cứ 2 đến 3 ngày lại cho thu hoạch một lần. Một sào ngọc môn trong thời gian 8 tháng sẽ cho thu khoảng 2 đến 2,5 tấn bồng. Thời điểm đầu vụ, bồng ngọc môn được bán với giá mỗi kg khoảng 30.000 đồng, hiện nay khoảng 17.000 đồng. Với mức giá này, hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với cây lúa. Phá thế độc canh cây lúa, chuyển đổi sang trồng ngọc môn cho hiệu quả kinh tế cao đang là hướng đi của Hội Nông dân xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện. Đến nay, tỉnh Hà Nam đã xây dựng được 55 mô hình tập trung ruộng đất có tổng diện tích gần 578 ha với trên 1.880 hộ tham gia sản xuất nông nghiệp sạch, làm vệ tinh liên kết với doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, 26 mô hình sản xuất lúa giống lúa hàng hóa với tổng diện tích trên 492 ha, 29 mô hình sản xuất rau củ quả với diện tích trên 85 ha. Hiện 13 mô hình đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn, 4 mô hình được cấp chứng nhận Việt Gáp và 1 mô hình được cấp chứng nhận PGS. Để nhân rộng mô hình tập trung ruộng đất sản xuất nông nghiệp sạch, làm vệ tinh liên kết với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện cơ chế khuyến khích đối với các mô hình có diện tích lớn, đồng thời hỗ trợ các mô hình nhỏ về kinh phí làm nhà lưới, nhà kính, chi phí làm giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và Việt Gáp cho sản phẩm nông sản. Tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp tăng nguồn thu nhập. Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng mà giá trị trên 1 hectare canh tác năm 2017 của xã đạt 133 triệu đồng, vượt chỉ tiêu đề ra, mức thu nhập của nhân dân được cải thiện, đời sống vật chất tinh thần được nâng lên. Thời gian tới, chính quyền cần vận động tuyên truyền để người dân tích cực dồn điền đổi thừa, tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện về vay vốn, giống, kỹ thuật, phát huy vai trò của các hợp tác xã, liên kết bao tiêu sản phẩm, tìm đầu ra ổn định để khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao, hình thành những vùng chuyển đổi tập trung, tạo khối lượng hàng hóa lớn, đủ điều kiện xây dựng cơ sở chế biến tiêu thụ sản phẩm. Từ đó góp phần tận dụng tối đa tài nguyên thế mạnh về tự nhiên, nguồn lao động, thúc đẩy nông nghiệp ở địa phương phát triển. Những năm qua, tỉnh Thái Bình đã quan tâm đến việc phát triển nhà ở xã hội dành cho công chức, viên chức và đối tượng có thu nhập thấp. Hiện nay, các dự án nhà ở xã hội đã triển khai mang lại hiệu quả thiết thực. Với việc chung tay cùng nhà nước đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện để người thu nhập thấp có thể sở hữu nhà ở, các doanh nghiệp chủ đầu tư đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi. Trên địa bàn tỉnh hiện có 7 dự án nhà ở xã hội đã triển khai với gần 1.500 căn hộ được đưa vào sử dụng, tập trung ở thành phố Thái Bình. Dự kiến thời gian tới sẽ có từ 7 đến 8 dự án nhà ở xã hội mới được triển khai xây dựng.
Hầu hết các dự án nhà ở xã hội đang được nghiên cứu triển khai đều nằm trong các khu đô thị giàu tiềm năng, chủ yếu là tại vùng ven thành phố Thái Bình và thuận tiện trong giao thông. Các dự án mới này đều có quỹ đất đảm bảo xây dựng các công trình tiện ích công cộng như nhà giữ trẻ, cây xanh, vườn hoa, hồ nước để tạo nên không gian sạch sẽ, thoáng mát, thân thiện với môi trường. Là huyện thứ 50 của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, những năm qua cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội của huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là hệ thống giao thông thủy lợi. Trong 6 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Giao Thủy đã cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới, nhựa hóa và bê tông hóa được 282 km đường trục xã, 206,5 km đường trục thôn xóm, cứng hóa 508 trong tổng số 787 km đường trục chính nội đồng. Đặc biệt, trong đó 100% các tuyến đường có chiều rộng nền đường đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Về thủy lợi, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy quản lý trên địa bàn 24 cống dưới đê, 54 cống đập trên kênh cấp 1, 404 cống đập cấp 2, 70 đập điều tiết trên kênh cấp 2. Trong đó, 36 kênh cấp 1 với tổng chiều dài 160,8 km đã kiên cố hóa hơn 18 km. 56 kênh cấp 2 với tổng chiều dài 571 km đã kiên cố hóa gần 14 km. 36 trạm bơm điện cố định được sửa chữa nâng cấp. Thưa quý vị và các bạn, với nhận định diễn biến của bão lụt ngày càng phức tạp và khó dự đoán, vì vậy cùng với các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn, ngay từ đầu năm, Điện lực Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra xử lý trên toàn hệ thống điện do đơn vị quản lý, đồng thời bố trí lực lượng cán bộ kỹ thuật sẵn sàng khắc phục khi có sự cố nhằm bảo đảm việc cấp điện an toàn và ổn định trong mùa mưa bão. Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa bão và thực hiện công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2018, Điện lực Thuận Thành đã đẩy mạnh công tác bảo dưỡng, sửa chữa các vị trí cột, trạm biến áp tại khu dân cư và những điểm có nguy cơ mất an toàn cao, thành lập tiểu ban chỉ huy gồm 12 người và đội xung kích 60 người, sẵn sàng khắc phục nhanh khi có sự cố. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương triển khai việc phát chặt cây cối trong hành lang an toàn lưới điện, không để cây trong và ngoài hành lang đổ vào đường dây ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện. Điện lực Thuận Thành được giao quản lý vận hành kinh doanh bán điện trên địa bàn 18 xã thị trấn của huyện với số lượng khách hàng là hơn 54.000 lượt. Toàn huyện có 201 km đường dây trung áp, 469 đường dây hạ áp và 378 trạm biến áp với tổng dung lượng trên 205.000 kV/A. Trước khi vào mùa mưa bão, đơn vị đã chủ động bố trí trang thiết bị vật tư gồm thiết bị cách điện, ống nối dây đầu cốt, dây dẫn xà cột, đồng thời chủ động lập phương án diễn tập xử lý sự cố phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát với thực tế. Nhộng tằm là món ăn ưa thích của nhiều người, tuy nhiên trong nhộng tằm có chứa nhiều đạm, không thể bảo quản được lâu, dễ bị ôi thiêu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ngoài ra, nguy cơ ăn phải nhộng tẩm hóa chất, chất bảo quản sẽ gây ra ngộ độc và có khả năng dẫn tới tử vong. Theo ghi nhận, đã có rất nhiều người dân bị dị ứng với nhộng tằm. Và gần đây nhất, tại khoa hồi sức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã tiếp nhận 9 ca ngộ độc do ăn nhộng tằm. Thế nhưng hiện nay, nhiều người dân vẫn tỏ ra thờ ơ, chủ quan với món ăn này. Tại các chợ Bồ Xuyên, chợ Đề Thám hay nhiều chợ khác trên địa bàn thành phố, nhộng tằm thường được bày bán trên mẹt với ít lá chanh lên trên như thế này. Bảo quản khá sơ sài và không có đồ che đậy, ruồi muỗi, bụi có thể bám vào bất cứ lúc nào. Những con nhộng tằm to hơn con nhộng còn trong kén được bày bán ở chợ với giá rẻ là loại nhộng đã kéo sợi, được luộc chín trước khi bán. Vì vậy không thể bảo quản được lâu, dễ bị ôi thiêu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Và những con nhộng có màu vàng đẹp mắt như thế này, liệu có bị tẩm hóa chất, chất bảo quản hay không thì vẫn còn là một dấu hỏi chấm. Người dân mặc dù không biết nguồn gốc cũng như quy trình làm ra con nhộng tằm, một phụ phẩm của nghề dệt, chỉ với một lý do trước đây đã từng ăn rồi, có sao đâu. Ăn nhộng thì có khả năng là dị ứng hay bị dị ứng, nhưng mà tôi thì ăn uống bình thường, không chưa xảy ra cái gì cả. Nhộng tẩm ướt hay không tẩm ướt thì tôi cũng không phân biệt được. Xưa con nhộng tẩm kho nó rắn, nó chắc. Còn bây giờ thì chẳng biết là nuôi công thức như thế nào thì cô không thể biết được. Tại vì mắt không nhìn thấy, chỉ thấy họ bán ở chợ là mua thôi. Hiện nay, quy trình kéo sợi tơ tằm đã có nhiều đổi khác so với cách làm truyền thống trước đây. Vì thế, không chỉ chế biến món ăn từ nhộng tằm dễ bị dị ứng hay ngộ độc,
mà ngay cả khi đem ngâm rượu uống cũng dễ dẫn đến tình trạng này, như ghi nhận của khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Do thời tiết hiện nay đang là thời điểm giao mùa, nên dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn còn có thể diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát. Nhận thức được điều đó, nên người dân ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình luôn chủ động phòng tránh bằng nhiều biện pháp. Tại các vùng nông thôn, việc chăn nuôi lợn gà, ao cá khá phát triển, đặc biệt khi thời tiết mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều. Những khu vực này thường là điểm để muỗi sinh trưởng và phát triển nhanh chóng. Vì vậy, nhiều hộ gia đình đã chủ động phun hóa chất diệt muỗi quanh chuồng trại chăn nuôi để nâng cao hiệu quả phòng chống sốt xuất huyết, đảm bảo sức khỏe cho con người. Để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, cán bộ y tế khuyến cáo người dân nên thực hiện đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loang quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không để muỗi đẻ trứng. Khi đi ngủ cần mắc màn cẩn thận, đồng thời cần tiến hành những buổi lao động vệ sinh ở đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm nhằm tạo môi trường sống sạch sẽ từ trong gia đình tới cộng đồng. Xác định được tầm quan trọng của việc xây dựng bệnh viện xanh sạch đẹp, 2 năm trở lại đây, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh không ngừng nỗ lực xây dựng môi trường xanh sạch đẹp bằng nhiều giải pháp linh hoạt sáng tạo, từ đó đưa khẩu hiệu xanh như công viên, sạch như bệnh viện trở thành hiện thực. Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quyết định về việc triển khai cơ sở y tế xanh sạch đẹp, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Theo đó, để phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và tinh thần xung kích của đoàn thanh niên, ngoài việc tăng không gian xanh trong viện, cán bộ y bác sĩ tại các cơ sở y tế còn thường xuyên tư vấn cho người bệnh, người nhà bệnh nhân thực hiện vệ sinh chung và hợp tác với cán bộ nhân viên y tế thực hiện tốt quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Từ đó, giảm thiểu tối đa sự lây nhiễm chéo giữa người bệnh với người bệnh với người nhà bệnh nhân, giữa người bệnh với nhân viên y tế. Bên cạnh đó, các bệnh viện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên y tế cũng như người dân đến khám chữa bệnh, tăng cường kiểm tra giám sát công tác vệ sinh tại khu vực tập trung đông bệnh nhân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều trị, giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Thật là tuyệt vời khi mỗi lần tôi đến đây và tôi đặc biệt khi tôi bước chân vào trong bệnh viện, tôi thấy cảnh quan đấy rất là tuyệt vời, nhất là môi trường cây xanh và những không khí ở đây rất là sạch sẽ và thoáng mát để làm cho những người bệnh rất là yên tâm trong những cái lúc mệt mỏi. Chúng tôi cảm giác là được nhẹ nhàng hơn trong mỗi khi chúng tôi là bệnh đến ở đây ạ. Và tôi trong những lúc tôi chờ đợi thì tôi không còn cảm thấy thời gian nó quá dài cho những người bệnh và những người gia đình người bệnh như chúng tôi. Hoạt động cuộc thi xanh sạch đẹp của Bộ Y tế tổ chức thì bệnh viện đã có những kế hoạch để phát triển xanh sạch đẹp trong bệnh viện. Cụ thể là chúng tôi đã phát động trồng cây xanh nhân dịp Tết trồng cây, đã phát động đoàn thanh niên trồng tổ chức tất cả những cái cây xanh trong khuôn viên bệnh viện. Đồng thời chúng tôi đã phát động các khoa phòng tổ chức thi xanh sạch đẹp trong các khoa phòng, và kết quả đạt được là người bệnh cảm thấy là tự nhiên là cảm thấy là rất là hài hòa. Từ những hành động nhỏ nhất như bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung, tuân thủ nội quy của bệnh viện cũng góp phần quan trọng tạo động lực để ngành y tế tỉnh nhà tiếp tục cải tiến cung cách thái độ phục vụ người bệnh và tạo ra một môi trường trong sạch, thân thiện cho bệnh nhân. Để đáp ứng nhu cầu vui chơi của các em thanh thiếu nhi trong dịp hè sắp tới, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã sớm đề ra kế hoạch tu sửa, cải tạo ao bơi sân chơi tại khu trung tâm huyện và các xã, tạo không gian sinh hoạt hè bổ ích và sôi nổi cho các em thanh thiếu nhi. Khu vui chơi tại trung tâm huyện được quy hoạch bao gồm bể bơi, sân bóng đá nhân tạo và nhà thi đấu đa năng. Đến nay đã xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng bể bơi và sân bóng đá với tổng diện tích hơn 2.000 m². Ngay từ đầu tháng 4 năm nay, bể bơi huyện đã đầu tư sửa sang lại cơ sở vật chất, cầu vượt, máy lọc nước để mở cửa kịp phục vụ nhu cầu bơi lội của các em thanh thiếu nhi dịp đầu hè. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo xuống các xã, phấn đấu mỗi xã có một ao bơi dân sinh đáp ứng nhu cầu học bơi và vui chơi của trẻ em. Là loại hình du lịch dịch vụ nông thôn, homestay phát triển khá nhanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo thống kê của Sở Du lịch, đến nay toàn tỉnh đã có 202 cơ sở homestay, chiếm 43,6% tổng số cơ sở lưu trú du lịch.
Điều đáng nói là trong số đó có 30 cơ sở kinh doanh nằm trong vùng lõi di sản văn hóa Tràng An. Điều đó đang đặt ra cho ngành chức năng, các cấp chính quyền địa phương cần phải tăng cường các biện pháp quản lý đảm bảo hài hòa giữa phát triển du lịch gắn với bảo vệ di sản. Phát triển mạnh, ồ ạt nên việc kiểm soát loại hình du lịch homestay còn gặp nhiều khó khăn. Hầu hết còn mang tính tự phát, manh mún, mạnh ai người ấy làm. Các sản phẩm du lịch chủ yếu dựa vào thiên nhiên, khai thác những gì sẵn có mà thiếu sự đầu tư dài hạn. Hoạt động cũng chưa đúng theo quy định về loại hình du lịch này. Hiện nay vẫn còn khá nhiều hộ dân trong vùng bảo vệ di sản đang có ý định xây dựng mới kinh doanh loại hình du lịch homestay. Tuy nhiên, ngành chức năng khuyến cáo người dân nên tìm hiểu kỹ để đầu tư hoạt động có hiệu quả, đồng thời nâng cao trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Bà con phải bám sát các quy định của nhà nước, của tỉnh về phát triển du lịch, nhất là các quy định, các cái điều kiện tối thiểu về kinh doanh homestay, như là các cái điều kiện về kinh doanh, rồi đảm bảo về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh du lịch, rồi các cái điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, kỹ thuật để phục vụ khách du lịch, không làm một cách tự phát, và bám sát cái quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2025, định hướng 2030, rồi kế hoạch quản lý bảo tồn di sản văn hóa thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An, cũng như là thực hiện tốt các cái hương ước, các cái quy định của các cái khu điểm du lịch về phát triển du lịch. Việc tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân sẽ là những yếu tố đảm bảo hài hòa giữa phát triển loại hình du lịch homestay gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới, quần thể danh thắng Tràng An. Tại cánh đồng lúa xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, những bờ ruộng đã được các đoàn viên thanh niên làm đẹp bằng những luống hoa. Mô hình này không chỉ dẫn dụ thiên địch để tiêu diệt các loại dịch hại, làm giảm chi phí, tăng lợi nhuận trong sản xuất, bảo vệ môi trường, mà với mô hình sinh thái nông nghiệp ruộng lúa bờ hoa này, nông dân nơi đây còn thêm yêu, thêm gắn bó với mảnh ruộng quê mình. Mô hình này do anh Phan Mạnh Quyền, bí thư đoàn thanh niên xã Tây Tiến cùng nhóm thanh niên địa phương đưa ra sáng kiến. Từ đó đến nay, các đoàn viên thanh niên xã Tây Tiến đã phát huy vai trò tiên phong dẫn dắt, huy động được 25 hộ dân Đông Cao 2 và thôn Nguyệt Lũ cam kết cùng tham gia thực hiện. Ngoài việc tạo cảnh quan thiên nhiên đẹp, các luống hoa ven bờ lúa sẽ tăng tính đa dạng sinh học hệ thực vật, thu hút một lượng lớn các con thiên địch, giảm thiểu sâu bệnh. Từ đó giảm việc phun thuốc sâu, tăng sức chống chịu của lúa với các loại côn trùng sâu bệnh có hại, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất. Mô hình nông nghiệp sinh thái ruộng lúa bờ hoa đã mang lại hiệu quả thiết thực với sản xuất nông nghiệp. Thời gian tới, xã Tây Tiến tiếp tục nhân rộng mô hình để giúp bà con nông dân giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, bảo vệ sức khỏe và môi trường, hướng tới phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Mô hình bể thu gom xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật hiện đang được Hội Nông dân xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên triển khai có hiệu quả. Thấy sau khi được tuyên truyền vận động hướng dẫn thực hiện, ý thức bảo vệ môi trường của người dân nâng cao rõ rệt, đã hạn chế được thói quen tùy tiện xả rác vào thuốc bảo vệ thực vật tại đồng ruộng dưới lòng kênh mương. Sau mỗi đợt phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho lúa và rau màu, bà con đã tự giác mang vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật để đúng nơi quy định để xử lý. Đây chính là cơ sở quan trọng giúp bà con nông dân hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp xanh sạch và bền vững. Mặc dù còn nhiều khó khăn về ngân sách, nhưng từ năm 2007 đến nay, tỉnh Nam Định bố trí dự toán chi sự nghiệp môi trường đúng bằng số dự toán trung ương giao, chiếm trên 2% tổng chi cân đối ngân sách địa phương. Trong đó, phân bổ dự toán chi sự nghiệp môi trường cho các cấp các ngành chiếm 60%, 40% còn lại dành chi hỗ trợ cho các xã thị trấn xây dựng bãi chôn lấp xử lý rác thải nông thôn và các dự án xử lý môi trường cấp bách. Đến nay, toàn tỉnh có 185 trên 204 xã thị trấn đầu tư xây dựng công trình xử lý rác thải sinh hoạt, trong đó có 76 xã xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh, 112 xã đã và đang lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt, 30 xã đầu tư cả bãi chôn lấp, hợp vệ sinh và lò đốt rác thải sinh hoạt. Trước mắt, các công trình xử lý chất thải rắn tập trung đã giải quyết nhu cầu bức xúc về xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.